Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng siêu tiền trọng. Thì video buổi tối ngày hôm nay thì em Dương sẽ lên cho anh em sản phẩm là quần jean nhé. Quần jean VIP, tất cả đều là những cái thương hiệu lớn trong kiện hàng của Nhật, đều là các cái thương hiệu lớn như là Lee này, Quang Lơ này, Edwin nhé, Aniquilo nhé, tất cả đều là những cái thương hiệu lớn anh em nhé, trong kiện hàng của Nhật. Hôm nay thì em sale đồng giá cho anh em thì là 239.000 cho một sản phẩm anh em nhé. Free ship toàn quốc cho anh em. Anh em nhận hàng thì có thể là mở hàng ra kiểm tra hoặc thử thoải mái. Nếu mà không ưng hoặc không hài lòng thì vui lòng gửi lại cho ship giúp em. Thanh toán giúp em là 30.000 tiền ship phí hoàn về anh em nhé. Hôm nay bắt đầu từ mã M191 nhé. Hôm nay em có khoảng 30 mã cho anh em thôi. Đầu tiên em lên cho anh em con quần của Edwin nhé. Con này có giãn này, màu đậm màu nhá, rất là đẹp luôn này. Độ mới thì con này nó là như mới anh em nhé. Đây này, tác ra mới tinh này, quần anh em nhìn này, rồi mới tinh luôn nhá. Con này có giãn anh em nhá, cả có giãn đấy, mặc rất là thoải mái luôn này. Đây, có giãn này, ui có giãn tốt luôn. Đây, eo thì nó có giãn được khoảng 3-4 phân nữa. Mã M191 nhá, eo 78 dài 96, ống là 18 này. Đây, form dáng này rất là vừa vặn luôn, form dáng rất là vừa vặn luôn. Cúc dập hiệu Edwin anh em nhá, Edwin này. Đây, trong này có một cái tag của Edwin này, size của nó size S nhé, mới tinh luôn, tag mới tinh luôn. Edwin thì đều là nội địa Nhật hết anh em, tag mới tinh luôn. Đây, quần nó làm rất là đẹp, quá kéo thì cũng dập Edwin luôn nhé. Này, màu rất đẹp này, con này như mới luôn nhé. Đây, bài jean luôn mới tinh. M191 này, eo 78 dài 96, ống là 18. Con này thì nó, anh em cứ dưới 80 cho em nhé, tại vì nó có giãn, theo nó có giãn được. Tiếp theo này, con quần của Hai Finger nhé, Tommy Hai Finger, tác da nhé, tác giấy em nhầm, tác giấy nhé. Đây này, đây, quần rất là mới luôn anh em nhìn này, quần rất là mới luôn, màu thì nó màu basic rồi. Mã M192 nhé, eo 78 dài 99, ống là 19 nhé, ống 59, cúc dập hiệu Hai Finger này. Con này là hàng nội địa Nhật nhé, tăng này, cốt tông 100%. Con này cốt tông chất jean nó rất là mỏng, nó không phải mỏng quá, nó rất là mỏng, nó mỏng. Đây, khóa của IKK nhé, khóa đồng của IKK này. Đây, quần nó làm này, nó chắc chắn luôn. M192 nhé, eo 78 dài 99, ống là 19 nhé anh em nhé. Đây, dài jean này, quần rất đẹp luôn, M192 này. Mã tiếp theo này, con quần của Edwin nhé, Edwin này, mới tinh, mới tinh luôn anh em nhé. Đây, quần như là quần mới luôn ý. Đây, cúc dập hiệu này, con này là size to, size của nó size 36, cho 36, tag mới tinh, hàng nội địa Nhật. Đây, đây có một cái tag của Edwin này, đây là tag da nhé, mới tinh luôn nhé. Mềm lắm, chất jean nó mềm lắm. Khóa của nó cũng dập chữ Edwin này, dập chữ Edwin nhé. Con này là mã M193 này, eo 98 dài 101, ống là 25, ống suông anh em nhé, ống suông đây, quần như là quần mới luôn anh em này. Tiếp theo này, con quần của Quang Lơ nhé, con này mới tinh, tác da anh em nhìn này, sồi mới tinh luôn nhá, nét căng, Quang Lơ này. Quần nói chung là dáng basic nhá, cực kỳ là dễ mặc và nó độ mới cực kỳ là cao. Cúc dập cái Quang Lơ này, sáng choang luôn. Đây, khóa của IKK này, con này size 34 nhá, 34, con này made in China, hàng xuất Nhật anh em nhá, tác mới tinh luôn. Mã M194 này, eo 88 dài 97, ống là 22 nhá, ống là 22 dài 97, rất là vừa vặn luôn, rất là dễ mặc luôn anh em nhé. Đấy, em về không phải sửa luôn. Nhà em thì cũng có nhận sửa quần cho anh em ấy. Những cái đơn nào sửa quần thì anh em cứ vui lòng chuyển khoản là full 100% giúp em nhé. Nhà em đo thì là đo sẽ để bằng quần như này nhá. Đây này, đấy để bằng quần như này. Để đo cho các chú bác mình nhá. Nhiều anh về nhà đo cho em nó cứ để như này này. Nó cũng nhiều kiểu đo nhưng mà nó không khớp với cái nhà em nhé. Thì anh em chú ý giúp em. Tiếp theo này, con này là Tommy Girl. Quần nữ anh em nhé. Quần nữ anh em ạ, quần nữ nhưng mà thực ra con này nam nữ mặc được thôi, nó rất là đẹp. Đây này, đây nó
thêu dập to cho Tommy Gunn này. Đây, tác của nó, tác gia Tommy Gunn này. Đây, rất là đẹp luôn. Đây, hoặc là anh em về mua về cho chị em này. Ôi, quá đẹp luôn. Con này quá đẹp luôn anh em nhé. Đây này, thêu to đằng sau. Tác đâu nhỉ? À đây. Tác Nhật của nó đây. Con này nội địa Nhật anh em nhé. Tác này, bản chữ Nhật rồi. À, con này là mã M195 này, eo 80 dài 110 nhá. Ống là 22. Ống là 22. Đây. Nó làm đẹp thế, anh em nhìn bên trong này. Ui. Ui, nó làm này để sắn lên ấy, để chị em mặc sắn lên, màu đẹp. Ờ, mã tiếp theo này, lên con này là quần của Lee nhá, quần của Lee. Đây. Tác giả nó đây, Lee này. Màu này cũng có màu cổ điển thôi. Quần độ mới rất là cao nhá. À, con này là đây, con này chỗ này như nó bị làm sao. À, không không có đề gì đây. Đây anh em nhá, cái này như kiểu nó thế sao. Đây này. Về cái chỗ này nó đây, cúc nó dập hiệu nhá. Cái này không biết là nó kiểu nó là xù hay như nào. Quá này, quá kéo nó đây nhá. Đây. Con này nó kiểu như là đây này anh em nhìn này, bây giờ phải kiểu nó rách xước này không đây này. Đấy. Đây này anh em nhìn này, cái quần đằng sau này. Đây, đấy. Độ mới thì con này em nghĩ là chắc là tầm 85%, 85-87%. Ờ à, xem nào. Đây. Tác con này nó hơi mờ là. Tác hơi mờ, khó đọc lắm. Đây, tác đây anh em nhé. Con này là mã M196 nhá, M196 này. Eo 70 dài 113, ống là 22 nhá. Này kiểu quần nữ ấy, eo có 70 anh em ạ. Eo có 70 anh em nhá. Đây là anh em nào lấy con này thì bán rẻ 99.000 này, M196 nhá. Là chấp quần nữ nào. Mà tiếp theo này, con quần của Quang Lơ nhá. Con này mới. Này mới dáng kiểu basic. Đây, con này mới. Tác của Quang Lơ này, Quang Lơ này mới tinh nhá. Đây, quần theo dáng basic, đơn giản. Có cái tag này khả năng là nó bị cắt điều. Đây này, cái tag giả của Quang Lơ này. Chắc nó bị cắt điều, có vết cắt này. Đây, quần sáng màu nhá. Tag của Quang Lơ bên trong này, con này nội địa Nhật này. Size của nó size 32. Tag mới tinh. Đây, cúc sáng choang luôn. Mới á. Mã M197 nhá. Eo 78 dài 104. Ống là 19 nhá. Ống là 19 anh em nhá. Đây. Con này là nó làm kiểu xòe đấy anh em nhé. Đây này. Đây này, nó có đường chỉ vuông đấy anh em nhìn này. Đấy, kiểu quần nó xòe như này nhá. Đây này. Đấy, anh em mặc với giày da nhá, giày thể thao đó. Đi giày to ấy, mặc kiểu rất đẹp luôn này. Đấy, kiểu quần nó như vậy nha anh em nhé. Ngoài quần nó bị rách đâu. M197 nhá. Eo 78 dài 104, ống là 19. Tiếp theo này, con này là của Waikaki nhá. Con quần Nhật. Họa tiết rất là đẹp luôn. Đây, anh em nhìn này, họa tiết này. Đây, rất là độc và lạ luôn. Ngoài con này như cúc bị mất đây rồi, cúc bị mất rồi anh em nhé. Đây. Đấy, là anh em cứ thế này mặc rồi. Không ảnh hưởng gì, vẫn đẹp lắm. Quần vẫn rất là mới anh em nhé. Này. Làm cực chất luôn. Đây, họa tiết này, cực kỳ chất luôn nhé. Này, làm các cái đường chỉ này, đường chỉ đỏ này. Trông rất là nổi luôn, quá có IKK nhá. Đây, cúc dập hiệu luôn này. Con này Mechina, hàng xuất Nhật nhá. Tác này anh em nhá, size của nó là size không thấy nó ghi size ở đây. Con này không thấy ghi size đây. Mã M198 nhá, M198 này. Eo 84 dài 105, ống là 21 nhá. Ống là 21, ống suông anh em này. Quần rất là mới luôn, rất đẹp, mềm lắm. Này jean mềm. Tiếp theo là con Aniquilo này, S002. Tác gia của Aniquilo này. Đây. Con này nội địa Nhật này. Tác này, Uzi nội địa Nhật. Đây, con quần theo cái form dáng basic đơn giản.
Con này vải mềm lắm anh em nhá. Vải mềm lắm. Mềm lắm. Con này không có giãn đâu. Mã M199 nhá. Eo 84 dài 113. Ống là 21 nhá. Ống là 21 nhá. Đây, quần mềm lắm. Mã tiếp theo này, con Antilabel jean nhá. Hiệu này rất hay thấy trong kiện Nhật này. Đây, quần màu rất là đẹp luôn này. Đây, nó làm các cái chỉ đỏ này, cúc dập hiệu rất là to luôn nhé. Đây này, các cái đường chỉ điểm màu đỏ, rất đẹp. Mà khóa của IKK nhé, khóa đồng của IKK. Đây, Antilabel jean này. Con này là hàng nội địa Nhật nhé, tag mới tinh. Đây, bên trong túi nó là màu đỏ. Con này là mã M200 nhé, eo 82 dài 110, ống là 21 nhé. Ống là 21 anh em nhé, ống 21 này. Quần anh em nhìn này, rất mới. Mã tiếp theo này, của em quần của Nobody Jean. Nobody Jean. Đây, hiệu đặc hiệu Nhật nhá. Đây, con này hàng Made in Korea anh em ạ. Made in Korea. Đây, tag này. Size của nó ghi đây, size 30. 30 mà 92 á, mà chắc size nhầm rồi. Đây, của em quần theo cái phong cách sơn và rách xước nhá anh em nhá. Đây này. Hàng Hàn thì nó sẽ theo cái phong cách trẻ trung hơn. Đây này. Đấy. Nó làm theo cái phong cách kiểu rách xước ấy. Đây em nhìn này. Đây nhá, đây tác gia của nó này, mới tinh nhá. Đây. Đấy, nó làm kiểu rách xước anh em nhá. Đây, cúc là nó cũng cũng dập hiệu này. Khóa con này là của KPP, KPP của Hàn. Mã M102 nhá. À M201 em nhầm. Mã M201 L92 dài 98. Ống là 20 nhá. Đấy, con này kiểu theo phong cách trẻ trẻ ấy, mặc kiểu xước rách đấy anh em nhá. Đây này. Đây này, nó làm xước rách này, rất là đều này, anh em nhìn này. Đấy. Đấy, quần jean là nó nhiều kiểu mặc đó anh em, chứ không phải là cứ quần nó cứ phải ấy đâu. Quần jean thì nó nhiều kiểu, rách xước càng đẹp. Tiếp theo Aniquilo này. Aniquilo đây anh em nhá. Đấy, con này là chỉ trắng này. Chỉ trắng rất đẹp này, anh em nhìn quần này, rất mới luôn nhá. Nó mài rất đẹp luôn này. Anh em nhìn vết mài nhá. Đấy. Đây, quần nó mài đây anh em nhá. Đây này, quần mới tinh. Đây nó có nắp này, nắp một cúc này, còn nguyên. Con này mới 95%. Mã M202 nhá, M202. Eo 86 dài 102, ống là 21 nhá. Ống suông cho anh em này. Đấy. Đây, này cả các chú các bác mặc rất là dễ mặc. Mã tiếp theo này, lên con quần của Aniquilo tiếp nhé. Con này có co giãn này. Con này vải mềm co giãn này. Đây, eo của nó thì giãn ra được khoảng 2-3 phân thôi, nhưng mà ở dưới nó giãn rất là tốt nhá. Đây, con này mặc cực kỳ thoải mái luôn. Cúc cũng dập Aniquilo đấy nhá. Đây, hết tech này, hết tech ở dưới ở bên trong nhá. Nó kiểu như là có cái lớp nỉ mỏng ấy. Cho nên là quần này thì là anh em mặc mùa thu đông giúp em nhá. Mùa thu đông. Đó, công nghệ làm ấm giữ ấm ấy, của Aniquilo ấy. Mã M203 này. Eo 76 dài 104, ống là 20 nhé. M203. Đây, tàng ống suông, quần mới tinh. Tiếp theo là một con quần jean mỏng nhé. Đây, tác Nhật đây. Con này nguyên cả tác ở sửa to đây. Con này là United Hotel. Cái hiệu này rất hay thấy rồi. Con này quần nó rất mỏng nha anh em nhé. Rất mỏng đấy. Quần theo cái dáng basic thôi. Nhưng mà con này em thấy là nó theo cái kiểu là mặc kiểu nó ngắn ấy, chứ không phải mà quần dài nó mặc kiểu hở tất ấy. Mã M204 nhá. Eo 100 dài 93, ống là 24 ấy. Nó dài có 93 thôi. Con này thì là nó sẽ kiểu anh em mặc ngắn, mặc như quần ngố. Tiếp theo là con Edwin này, tác gia mới tinh, size 34, W34L33, mới tinh nhé, con Edwin mới tinh. Đây, dáng form dáng rất là dễ mặc nhá. Đây này, nó không mài nhá, cho nên là các chú bác mặc con này này, dễ mặc này. Đây, cúc dập hiệu Edwin này. Đây, quả kéo cũng dập Edwin đây, Edwin 503.
size 34x33 đây, đắt mới tinh, con này nội địa Nhật nhá. Ở mã M205 này, eo 86 dài 108, ống 22, con này mới 95% luôn. Ở mã tiếp theo là em lên con Aniquilo nhá, Aniquilo đi nó làm đơn giản, mỗi cái tác ở bên trong thôi. Đây, con này Aniquilo nội địa Nhật đây. Đây, quần đơn giản. Ở mã M206 nhá, eo 84 dài 106, ống là 19 nhá, ống là 19 anh em nhá. Đây, quần rất là mới này. Tiếp theo là em lên con này là Aniquilo tiếp này. Con này có giãn premium đến nim luôn, chất con này mềm lắm, chất kiểu dòng cao cấp của Aniquilo ấy. Đây, tag của Ani đây. Con này cũng hàng nội địa Nhật nhá. Đây, tag này. Đây, tag của Ani này. Trên này nó không có giãn đâu anh em nhé, eo nó không có giãn đâu, mà dưới là nó có co giãn nhẹ này. Đấy. Đây, cúc cũng tập hiệu này. Xin 1984, từ năm 1984. Khóa của IKK nhé. Mã M207 này, eo 80 dài 104, ống là 16 nhé, ống là 16 hơi bó. Tiếp theo này, lên cho anh em con Aniquilo tiếp nhé. Aniquilo tiếp này. Đây, quần nó hơi mềm tí. Đây, con này cũng ngắn này. Mã M208 nhé, eo 92 dài 93, ống là 22 nhé, này ngắn này. Hai quần này ngắn này. Đây, cúc thì nó là cúc trơn dập hiệu Oni bé bé đây. Tác của Oni đây, mới tinh. M208 nhá, eo 92 dài 93, ống là 22. Ống 22. Mã tiếp theo này, con này là Level Up Lizin. Một thương hiệu của Nhật. Con này hàng nội địa Nhật anh em nhé, tang này. Đây, con này kiểu dáng quần jean cơ bản thôi. Đấy, nó mài một tí ở đầu gối này, mài một tí đây, đây mài một tí ở mông đó. Đây, cúc nó cũng dập hiệu này. Con này là mã M209 nhé, M209 này, eo 96 dài 99, ống là 20 nhé, ống là 20. Đây, quần rất là mới luôn. Ở mã tiếp theo này, nên con này là Gap, quần của Gap, made in Pakistan nhé, made in Pakistan. Trên này nó có thêu premium chất file này, thêu nhé. Đây, tag của nó đây. Đây, con này made in Pakistan, jean mỏng nha anh em nhé, chất mỏng đấy. Quần theo kiểu đơn giản thôi. Mã M210 nhá, M210 này, eo 88 dài 103, ống là 23 nhá anh em nhá, ống là 23. Mã tiếp theo này, em lên cho anh em con này là quần của Top Value nhá. Đây, con này là hàng made in Cambodia nhá, hàng xuất Nhật. Đây, con này chất cũng tương đối là mỏng. Còn quần nói chung là trong kiện Nhật thì nó thường là theo cái form rất là basic ấy. Mã M211 nhá, eo 90 dài 98, ống là 21. Ống là 21 anh em nhá. Đây, quần theo cái form dáng rất là cơ bản thôi. Mã tiếp theo này. Này của Gap này anh em nhá. Gap này. 1969 này, cái này là mấy đến đâu đây? Thế mới đi ở đâu anh em ạ? Đây, Gap nhá, con này Gap. Đây, tác ra nó, thế là nó tác ra ghi 1969 này. Con này cúc nó làm giống kiểu cúc của Levi nhá. Đây này, có 3 cúc này, giống kiểu bộ cúc của Levi nhá. Đây là W29L32 Gap này, Gap jean này. Đây, con này như kiểu bản kỷ niệm vậy. Mã M212 nhá, eo 74 dài 110, ống là 21 anh em nhá, ống là 21. Ống là 21 anh em nhé. Đây,
Đây, đằng sau như này như kiểu nó sơn ấy, sơn mà. Trông nó bụi bặm ấy, đây này, nó làm rách đây này. Đấy, rách một ít này. Đấy, sơn này, rách này. Đấy, trông nó bụi bặm tí. M212 nhá, L74 dài 110. Ống là 21 nhá. Ống là 21 này. Này, còn là gì luôn. Tiếp theo này, đây con này của Zara Woman anh em ạ, con này quần nữ rồi. Con này quần nữ rồi. Đây, tag của nó đây. Quần nữ. Zara. Mã M213 nhá. L98 dài 109, ống là 19 nhá. Nó ghi Zara Woman này, quần nữ. Đây, anh em xem mà chị em có ưng con này không? M213 nhá. L78 dài 109, ống là 19. Nhà em bán hàng nữ thì nha cũng chạy phết đấy anh em ạ. Cứ lên là thấy anh em mua về cho chị em thôi. Thỉnh thoảng có con nữ là hết veo. Con này W33 Edwin này. Con này mới đẹp này. Rồi, màu nhìn mê không anh em? Màu quá đẹp luôn này. Nó tươi ấy. Màu trông rất là tươi. Edwin 504 W33. Đây, cúc dập Edwin này. Đây, khóa của nó này, dập hiệu Edwin nhá. Con này hàng Nhật là cái chắc rồi. Đồ điện Nhật Edwin này. Đây, màu rất đẹp luôn. Màu rất đẹp luôn. Mã M214, L90 dài 100, ống là 23. Ống 23 nhá. Đây. Chỗ này nó hơi làm hơi gọi là hơi rách tí. Kiểu thế anh em nhé, quần mới lắm. Mã M214 nhá, L90 dài 100, ống 23. Mã tiếp theo này, con là Levi nhá, con này Levi 541 này. Levi 541 này, tác gia này nhá. Michina anh em nhá, Michina. Levi luôn. Này. Này size hơi to. Mã M215 nhá, L100 dài 99. Ống là 23 nhá. Ống là 23. Đây, con này kiểu dáng suông. Dáng suông, dáng basic rất là cơ bản, dễ mặc. M215 nhá, L100 dài 99. Ống là 23. Mã tiếp theo là em lên con quần của Lee nhá. Lee này, ôi trời mới quá. Lee này em nhá. Rồi, bên này nó còn thêu ạ, thêu chữ ở đây ạ. Đây có một cái nắp bé cũng dập hiệu luôn. Đây, cúc này dập hiệu này. Đây có chữ ly đây, tag đây. Regular fit này, kiểu dáng cơ bản, W31L32 nhá. Đây. Đây, chỗ này nó còn có đường máy bo vào cơ. Rất xịn sò luôn. Mã M216 nhá, M216 này. L82 dài 104, ống là 22. Ống 22. Đây, quần rất là mới luôn, dáng suông. Thế mặc. Mã tiếp theo này, con quần con này là size 29 này. Con này hàng nội địa Nhật đây, địa Nhật đây, đây có một cái tag. Con này Hollywood này. Đây, có một cái tag W29 nhá, con này size 29 này. Đây, con quần nội địa Nhật nhá. Đây, form dáng rất là cơ bản thôi. Mã M217 nhá. L78 dài 100. Ống là 19 anh em nhé. Ống là 19 này. Đây, Lazin rất mới luôn. Mã tiếp theo này, lên con này là quần của Aniquilo nhá. Hàng nội địa Nhật của Aniquilo. Đây. Con này mới cũng trên 90 luôn, quần rất là mới. Mã M218 nhá. M218, L78 dài 96. Ống là 18 nhá. Ống là 18 này. Này rất là nhiều con quần nó dài, nó vừa vặn, nó không bị dài quá. Nhưng về nếu mà vừa form là mặc được luôn, không phải ngồi sửa được. Con này quần của nữ rồi. Lady Wrangler. Tác giấy anh em nhá. Con này mới lắm, quần nữ anh em nhá. Ống loe, quần ống loe. Này. Con này mã M219 nhá. L68 dài 99, ống là 21 nhá. Đây, mới tinh luôn, quang lơ của nữ nhá,
xịn luôn anh em ạ, eo 68 này. Chị em nào eo người mẫu này, chốt cho em nhá. Tiếp theo này con này của Jojo. Con này ta có cả mã QR luôn anh em ạ, xịn thế. Đây lại có một cái gọi là tem, tem này tem chống hàng giả đây, cái chip từ ấy. Hiệu này thì em không biết, nhưng mà trông này có vẻ xịn sò anh em ạ. Quần thì có cả chip từ này, thường thấy Gucci, Gucci nó hay có nên con này. Jojo mới là hãng gì mà con này thì quần trông cơ bản thôi. Mã M220 mã cuối cùng nhá, eo 88 dài 100, ống 21 nhá. Con này chất cũng mềm lắm anh em ạ, rất sướng lắm mà quần nó sờ thích thật, chắc cũng xịn anh em ạ. Đây này, mới, quần như quần mới luôn. Đây, cũng có làm nó tỉ mỉ lắm, bên trong nó làm đẹp lắm. Ở mã M220 mã cuối nhá, eo 88 dài 100, ống 21 nhá, quần mới tinh. Ok, vậy là em Dương đã lên hết 30 mã quần cho video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các chú Quang Minh đã chú quan tâm theo dõi video nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.